vô vô đây đây là uh, dâu sim nghe quý con đó trái nè kinh khủng luôn đang hiện tại giờ chín uh, chín cây luôn nha quý con thì uh, bây giờ hiện tại giờ thì uh, vô cái uh, cái mùa dâu sim rồi thì uh, bà con nông dân nào ví dụ lái nào mà muốn mua thì uh, để lại số điện thoại bên dưới bình luận giùm cho nam nha thì uh, nam sẽ gửi số điện thoại uh, À, cho về chủ vườn để bán nha quý con quá tờ trái luôn nè ôi ôi đu nè ngồi ôi, ôi này nè ừ. vô sim vô sim đó ừ, trái nè quá tờ bây giờ trái thấy ham không ừ vụ một chùm này không là một chùm này không cũng cả ký á quý con chứ đâu ít đâu đó à, ví dụ như bây giờ anh em nào mà thương lái nào mà có mua dâu tay hay dâu vô sim cho lộn vô sim thì để lại bình luận bên dưới nha à. để lại số điện thoại đi nam giới thiệu cho anh em vô trong vườn cắt nha quá tờ trái luôn rồi đây nè đứng xa xa ra quay một cây cho quý con nông dân mình xem nè ôi ôi trái nè hải hồn không không phải riêng một cây này không nghe quý con đây 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 để nằm bò lại xuống đây nè dữ lắm, thế nè Cũng gì đây, thế nè trái này chưa chín rồi con? này dâu xanh hả? à dâu xanh, này dâu xanh dâu xanh, ôi dâu xanh này cũng tới lứa bán luôn rồi, dâu xanh này tới lứa luôn nè, có dâu xiêm rồi sâu dâu xanh luôn nha quý con, thì này mà ví dụ như một một nhà mà trồng cây chắc dòng họ ăn đây này mình nói nôm na là trồng có con cây thôi mà nguyên cả làng cả sớm ăn nào quý con đó trồng chi nhiều cây thôi mặt sức đó ăn rồi cái kia là dâu sim còn cái này là dâu xanh đó trái cũng gọi là không thua về dâu dâu sim nghe quý con trái nè ồ ồ nẹo 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 dân nè <laughs> trái nè đó đây dâu xanh luôn đây đó, cái màu xanh xanh đẹp đẹp dễ thương không quá tờ trái luôn à ừ. này thì ngồi dưới gốc cây thì thưởng thức luôn á quý con quả tờ nè trái nào. nè cái cây quả cái cây dâu sim nè tôi ô oh, đây dâu sim dâu sim thì nếu mà anh lái nào có coi video của nam thì có thu mua uh, dâu xanh hay là dâu sim thì cứ việc để lại bình luận bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của nam rồi nam sẽ giới thiệu cho anh em mua đặc biệt ở đây thì uh, nói chung là nam không có lấy cò lấy bọng nha thì uh, anh em cứ việc là gì để lại số điện thoại hoặc là điện trực tiếp cho nam nam sẽ cho số điện thoại của anh chủ nhà vườn thì cái việc liên hệ rồi chốt giá với nhau coi rồi anh em đàm phán nhau giá sau cho cả sau đó phù hợp thì đôi bên xúc tiến nghe quý con nghe anh em chứ giờ hiện tại giờ vô cái vụ gọi là dâu à, dâu sim với dâu xanh nè vô cái vụ uh, gộ ở uh, cánh ở đây là sâu đũa nghe quý con cầu sơ đũa quá trời trái luôn thôi thôi đây nè cây này luôn nè hả trời ơi oh. thôi 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 <laughs> cái này thu hoạch đã lắm nha mọi người cái này thì cứ về đứng nha đây nè cầm cái tay rắc ra 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 đó đầu nguyên chùm à nguyên chùm rồi thấy không ủa trái nào trái nấy bự nè nè mùi nó nhìn quá đẹp luôn thôi cái này thì mục đích thì cũng đăng lên để à, nhằm mục đích là kiếm lái để vô thu mua cho bà con nhà vườn của chúng ta đặc biệt thì ở đây thì nói chung là nhiều khi tới vụ thì nhiều khi cái số lượng nó nói chung là cũng khá là nhiều quá thì à, anh em nào lái à, có thu mua vô sim hoặc là vô tay vô xanh thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của nam nha để Nam gửi số điện thoại của anh chủ nhà vườn qua thì anh em trao đổi với nhau vấn đề giá cả như thế nào, chuyện buôn bán thì Nam cũng không có gành cho mấy, thì cứ việc trao đổi với nhau rồi thận mua vừa bán thì anh em chốt giá với nhau để ra uh, uh, cho bà con nông dân của chúng ta đỡ được một phần nào gọi là về giá cả về đầu ra thì ở đây thường thường thì ví dụ như uh, mít hay là sầu riêng gì đó thì Nam cũng thường thường giới thiệu cho lái vô cắt tiếp bà con nông dân của chúng ta đó thì uh, anh em nào có thu mua thì cứ việc liên hệ số điện thoại của nam nha quả tờ trái luôn nè thiệt tình chứ phải nói tới cái mùa dâu nha quý con tới cái mùa dâu á mà đi ngang cái giường dâu là bắt buộc mình phải ghé lại ghé lại mình phải gờ những trái dâu như thế này nè đây nè trái dâu trái dâu xiêm quý con nông dân để nha nó bự da nó bóng lưỡng à nhìn nó đã nè trái nè ôi ôi nè nói chung là mình cũng là một người con ở dân miền tây mà một khi mà mình gặp mà mình cũng phải đảo lại mình quay một cái đoạn clip nhỏ nhỏ này nè để gỡ đến tất cả quý con nông dân của chúng ta thường thường quý con nông dân hỏi với nam là mua giống ở đâu thật chắc là thiệt nha nam cũng không biết bây giờ hiện tại giờ giống giống dâu 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 xanh hay là dâu sim này nè ở đâu quán nữa chắc là Nam cũng không biết nữa. Tại vì nếu mà tính ra là cái cây này là tuổi thọ nó cũng tầm khoảng từ 7 8 năm mà. Cũng cỡ đó đó, 7 8 năm mà đó. Nhưng mà hiện tại giờ thì cái số lượng mà dâu xanh với dâu tây á, dâu dâu xanh á với dâu sim á hiện tại giờ á nó số lượng rất là ít. Hồi xưa thì ở trong phong điền thì quý vị con nông dân mình biết đó, phong điền ở thành phố Cần Thơ thì khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ họ cũng đã chặt ba cái cây dâu này nè vô xanh với vô sim này nè chặt bỏ rồi họ cũng đã gọi là chuyển canh tác qua những cái cây dòng cây ăn trái khác bởi vì ra cái sản lượng bây giờ nó đã gọi là khan hiếm luôn rồi đó ít khi có những cái vườn trái như thế này lắm cũng còn nhưng mà số lượng rất là ít nha quý con Một trái nè ôi ơi nè đeo, đeo đeo xuống thôi thôi một cây này chắc nghĩ một cây này chắc khoảng hai ba trăm kg là chuyện bình thường đó quý con chứ đâu ít đâu nè như chẳng hạn nè ha không phải nam này là nam nam, nam đánh thử thôi nha này là nam đón thôi nè trái từ ở ngoài nhánh nó xà xà, xà vô nè trong thân nè rồi nhánh nè nè từ ở dưới cái dạ dứ đúng không rồi nhìn lên trên nè còn cái dạ bên kia nam chưa tính nha rồi quý con nông dân mình nhìn lên trên nè nè nó đeo chùm chùm nhìn đó kìa đó rồi thấy chưa cái này là tầm khoảng từ hai ba trăm kg là chuyện bình thường á thấy vị nặng lắm tại vì một chùm nó rơi vào tầm khoảng từ một ký một ký mấy á còn này là dâu xanh đó trái cũng đâu thua gì dâu sim đâu hả ừ. thử một trái anh chủ nhà vườn không biết đâu mình đang bán dùm mảnh mà dùng thứ mình ăn có một trái nhầm nhòi rồi con đúng không cây này thứ gì chịu nổi nè thấy không ơi, mới khui ra thấy nước miếng nó chảy bật bật rồi đó ui con đây ngon lành không ừ uhm, ừ uhm. nè ngồi ôi ôi đây 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 dạ ừ nè ừ dâu xanh á đượm cái á nó chua chua nó ngọt ngọt ăn nó ngon lắm Ừ, ừ ừ Nam thì thường đậu chua năm Không ăn Họ Ghê họ không Họ Ồ phật Cái nãy Cái trái à, dâu sim Thì nó hơi dài hơn cái trái dâu xanh Cái trái dâu xanh thì nó hơi tròn cái giấy cái trái dâu sim á thì nó hơi dài cái trái dài dài nha quý con nè để khui ra cái trái dâu sim quý con nông dân mình xem nha nó cũng nói chung là nó cũng ăn nó cũng rất là ngọt nói chung là nam thì kỹ thuật về khui 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 cái, cái 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 trái nó không được đẹp nha quý con quý con nông dân mình thông cảm nha khui ra thầy nhảy giờ <laughs> đây cái trái dâu sim á thì nó có độ ngọt hơn nó không có độ chua nó ngọt cơ mà. cái trái rồi cái trái này thì nó nói chung là nó có hậu ngọt hơn so với cái cái trái dâu dâu xanh dâu xanh thì nó hơi chua 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 ngọt 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 quả wow, trời trái luôn quý con ơi đây nè mùa này là mùa trái cây đúng không đúng là mùa trái cây không Đó. nói chung là mùa này là mùa trái cây tất cả những loại trái cây mùa này đều có hết trơn nha rồi thôi năm kết thúc nha quý con